biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay quấn chân trời và theo gió cũng trôi đi bóng lưng bóng mờ. Ngày nào mình tìm qua gặp nhau và để bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau ơi kiếp sống là từng ngày nhớ em trong trái tim. Như cặp đang chơi này là 3.8 triệu anh em ạ, 3.800.000 một cặp loa hát, chịu đòn cực kỳ tốt. Chơi em này gia đình thì thôi khỏi phải nghĩ luôn, đang tháo cho anh em xem nội thất nhé. Loa rất là chất luôn, tuấn tần này, loa rất là chất đẹp. Đấy, hàng tuyển nó loanh quanh khoảng 3.8 triệu, 4 triệu, trên dưới 4 triệu một cặp nhé, tùy cặp anh em nhé. Trên dưới 4 triệu một cặp. Đây, hàng táo nó sẽ có 3 miếng, 2 miếng hai bên với 1 miếng chính giữa, táo ra là như vậy. Đấy, đây này, đây, trên này để ngược. Đấy, để ngược đây cho anh em xem. BMW 580, công suất 400W, 8 ohm, made in China. Tem 7 màu đầy đủ nhé. Hàng bãi chính hãng. Đấy, logo của nó sẽ, anh em nhìn mỗi góc độ nó sẽ ánh lên những cái màu, 7 màu, 7 sắc cầu vồng. Kể cả cái dòng đen này, thế này. Dòng đen là dòng 308. Đấy, giá thì loanh quanh trên dưới 4 đồng một cặp. Đấy, như cặp này thì là khoảng 3.8 triệu này. Thì mình chơi những cái dòng này, mình chơi không gian khoảng 25m một cặp. Khoảng trên dưới 25m một chút là anh em chơi. Tóm lại là gia đình thì phòng khách anh em khoảng tầm khoảng loanh quanh dưới 20m là chủ yếu anh em chơi một cặp này. Sử dụng bát 25, một bát, hai tép anh em mình chơi. Đấy, giá thì rất là tốt. Anh em ghép một bộ nó cũng chỉ rơi vào tầm dưới 10 triệu một bộ là anh em hát được rồi. Với cái tầm tiền ngân sách âm ly tầm đấy thì mình sẽ lựa chọn âm ly Nhật, hoặc là anh em có thể dùng âm ly hát liên doanh nhé. Đấy, âm ly hát liên doanh hoặc là dùng cục đẩy cũng được. Anh em nào có điều kiện thì dùng đẩy. Chuyên hát thôi, còn thực ra nếu mà mình ấy thì mình dùng sẽ dùng con này. Là âm ly thì theo em âm ly nó vẫn hay hơn. Anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp về shop nhé.